cho ốc nướng nè, hấp dẫn không? Này ướp sa tế, con này thì không có sói hùng phúc. Giọt hết rồi. Bực vô hả? Cầm bê, cầm bê cái đó. Ra đâu lấy nước tương kia nữa. Đồ ăn sống nè. Lên. Ê, có chuyện hả cháu? Có chuyện nó què, cái chân nó vợ không lên. Ghế, hai ghế. Ghế. Ôi. Trời ơi. Để tôi quay cái đồ cái dĩa này coi sắc. Trời đất ơi, nó xấu bà cố. Ôi, đây sắc gì giống như con lãi su xì mà sắc xấu rồi cô. Anh lên nó dĩa ra kia cơ nhãn cháu không mà nó sắc tôi sắc luôn không chịu sửa thật à cắt à của tôi trời ơi sắc em để sắc chú thầy chia ra vẫn bớt đồ qua lại để đây gấp được mà tại dĩa nó lạnh nó chia ra hồi nó nguội đúng không gấp đi. Đeo xuống đi. Nó thấy không? Đẹp. Cái bò ớt sa tế á. No, cái này nè. Cái nào? Thử cái nó nói kì. Mà sắc kiểu kia nó sắc đổi kiểu này nó dài. Đẹp đó. Đó giờ tao làm cho xương ăn không, bữa nay cho xương sắc tao ăn bữa. Rất dài. Sắc nguyên bài lãi luôn. Quá cứng vậy. Thấy ba hả? Bởi vì nó kêu nó nhờ không á. Nó kêu sắc đi, không sắc nó trời sắc luôn. Bởi vì nó mong ngon. Em sắc còn đẹp gái hơn ông này. Giòn giòn giống như chỉ cá vậy đó, nó sực. Đây gấp cho nè cái đầu nè. Giòn giòn giống như chỉ cá đâu. Nó ra. Nó quan đâu nè, con lắm.
tôi làm hả? Không, việc một lần đâu. Ai ăn không? Cái bữa đầu tôi làm. Nè. Nó cái này. Cái này nó giòn giòn. Mấy cái lượng hả? Chọn mấy cái. Có, nhiều hồi nãy nhiều lắm. Ủa bữa nay chủ nhật làm gì đẹp đắt kìa. Mày mới dưới đó rồi mà nó mở 7 ngày luôn rồi mà tao không có người làm. Má làm cho nào mới về? 6 giờ. Đi về hả? 6 giờ hả? Vợ tính á, tận kiếm nó bán tiền luôn. Chắc nhận qua ông nhậu nhà kiếm gì? Ờ đi không qua cái dưới hả? Ờ, tự tưởng tôi khánh qua cái kia. Nó gọi mình nói chuyện hoài nó không alo kìa. Ờ, vậy làm qua ai cũng bị á. Không việc cũng bị, nghệ cũng bị. Tao bỏ qua trong túi tao làm tao. Alo hoài mà không nói gì hết. Mày nhắc nó lại. Tôi quên lock. Trang kêu gọi lại đi. Là cái gì không? Nó Khánh bị mấy lần ngồi chắc nghĩ sao hay là nó kêu đi nhậu nữa. Tôi tưởng kêu tôi là loại alo alo hoài nó đụng mà nó alo hoài nó nghe. Tôi tưởng cúp điện thoại tôi gọi lại cho nó. Tôi hello gọi hai lần tôi tưởng kêu tôi qua nhà chiến rượu gọi nhậu á, thôi tôi cũng gọi lại luôn. Tại vì mình không muốn đi biết không. Nó không có lóc, không có lóc cái bị mẹ phải lóc nó lại. Hello hoài luôn. Tôi bị hoài gì? Mà nhờ cái điện thoại á, tôi xài á, mấy điện thoại thoại mà tôi gọi thường ở ngoài á. Cái biết không, tôi mua cái loại vỏ nó có cái nắp gì nè. Cho nên nó không có chạm, chứ hồi đó tôi chạm hả, liên tu luôn á. Liên tu à? Ừ. Nó lắc hả? Đâu quá đâu. Đâu quá. Ủa cái bộ tôi ra trong ngã rồi. Cái bộ nó ra trong ngã. Cái bộ mới ra trong ngã rồi. Chết bà quên trăng, sao héo bà anh trời ơi. Bà quên trăng. Chết rồi. Trời này mà dễ chết mày. Chết, héo. Hả? Héo, qua tôi quên cho nó Nam nó cho tôi héo. Đó, thằng Khánh nó đóng cái vàng nó hà tiện. Được cao lên chút xíu ngon quá trời. Nó còn cao dữ vậy. Cao cái nắng nó mới dội vô chiều mình bị che khuất cái nắng cho quất cầu làm luôn. Mà trong lúc nào mình trời nắng đó. Trời bộ nó héo à. Anh nhắn nhắn lỗi. Cần giờ để cao mà anh dỡ miếng này cho nó thấp xuống nè. Hạ xuống lại. Anh hạ cái mái nhà này cho nó thấp xuống chút. No hấp đi. Không được không? Mới đưa dàn bầu cao lên chia hạ mấy nhà lắp luôn chứ. Gì một dàn bầu mà bỏ dỡ luôn cái nhà. Thì đó. Là cho nó lắp luôn chút để đâu mất nắng kia. Dũng, cái gì ngon không? Nhờ xuống cắt á. Ngon hả? Ngon hơn mấy bữa ha. Mấy bữa gì các ăn dở hả? Cây đó chắc đi rồi. Qua ông bị vậy đó. Bà bảnh ăn luôn đi. Cây đó chắc đi rồi. Để đi nha. Lâu rồi diễn nó không cắt cho ăn. Uống năm rồi mới cắt lại rồi. Bây giờ có năm nay mới có lại rồi. Cả năm có lại đúng rồi. Đẹp lắm, xây đẹp. Nè vô đi. Hấp dẫn. Còn lên giống con gì. Em đi xây trong đó. Rồi vô mày. Hồi nãy con thương rồi cắt còn dữ nữa à. Trời ơi, con thương rồi. Sao cắt dễ mà có sao đâu, cắt hơn bằng hai cái luôn, cắt bể luôn đi rồi. Nó cắt hai bên hông thì nó té nhỏ xíu rồi. Hồi đó em cũng sao mày chỉ cắt hai bên hông thì nó té nhỏ xíu rồi. Hồi đó em cũng sao mày cắt hai bên hông. Nó cỡ cả, nó gọi cái. Suy nghĩ em nói dụng, chỉ cắt một đường nó mũi thôi. Là nó xỉu rồi hả? Đúng, dở cái lại. Tay rồi, thành lạng ra giống như vậy rất là mình. Cái lá lên nữa. Bữa nay nó cắt hông hai rồi, nó xíu gan kìa là thành ra mới cắt vô vậy. Dạ. Nó nặng vô bụng. Mai thì bỏ xì cắt tôi chở qua, kiên vô. Máng bỏ nắp vô cái chồng thôi. Cái này cũng giòn dưa leo mà trả dành cái hũ hai hũ. Ồ, cái này rộng lắm. Đây qua tới đây nè. Để nó. Máng là trồng được 4 trái dưa leo rồi, nó leo lên chứ nó đâu có chiếc được cái dưa nhiều nha. Mai đây cái gì tôi bỏ xe cho chồng à. Gãi nhiều quá. Có chồng máng à. Chứ thay cái chồng ở đây nè. Có cho nó ăn sữa nó lâu lớn. Cái gì nè. Bỏ đất đầy luôn. Mấy đứa nhỏ nó uống thì hư á. Chồng à. Nhưng lấy nhân qua với nước lạnh nên đỡ. Tối trời nó mau ăn gì mau lẹ ăn á. Chồng tí thô. Chút vậy em đổ đi sữa. Con người uống rửa còn mau lớn rồi không chị cay. Em uống đổ gì đó. Mấy đứa nhỏ nó uống hư á. Lấy nước rồi cho nó ăn thôi. Bắt trước nữa. Bắt trước còn bỏ lên ly.
Hôm giờ mấy đứa nhỏ nó đâu biết, nó đem lấy nó đổ hết rồi. Tao lấy tao đổ cho mấy gốc cây này nè. Có em tưới cho cải đổ đây nè cho nó mau ăn, cái này mấy năm mà nó làm gì hoài. Năm rồi được một trái. Đúng rồi không? Còn bên đây nè cho nó mát. Nắng lắm. Chơi bia được. Không có gì trùng bia đó đi. Mấy người có gì trùng bia đốt. Ê, ý anh ngại nói hết bia mà chưa ấy còn chơi bia không? Thôi cho này. Một cái phe sao nó lớn lẹ vậy anh chứ? Cái đó cherry vậy. Hả? Cherry hả? Hai cây cherry, hai cây cherry luôn. Năm trước đựng trái. Thế hờ năm rồi được hai trái, có thịt ăn trái, em ăn trái một chua. Đỏ hả? Đỏ vàng. Anh Khánh nó cầm trồng cây lâu lớn rồi, tại mày không có đào cái lô đất rộng ra. Đúng rồi. Mày chứa nước nó mới giữ được, nước cho ổng phân rồi mới giữ trong đó được. Có bầu tô xỉu không? Mày đào cái lỗ chút xíu không được, đào lỗ rộng qua vậy nè. Để con cho ăn. Lô qua nó xỉu, tôi tưới nó lên lại. Tối giờ nó ngủ. Sai cô hả Khánh? Lô gắp. Cái này sai cô rồi đó. Chờ cô kêu thử đấy. Lấy cho. Cái thùng xanh nắng á, gom rồi. Này nước uống nhiều không? Nước cao cả. Không, nước này trung bình. Không, nước trung bình lắm chị ơi. Chưa tới khuyết mà. Ừ. Ôi, như là đào banh xác rồi. Gì làm lẹ quá, tôi với Dũng làm chịu nổi. Ốc rồi tôi đào gấp 3 lần mới lại chấp 3 lần nào không lại tôi nữa. Sao lẹ? Cái này hai thứ hả? Bữa giờ anh nằm xuống ốc không biết sợ quá nó bò lên. Không ngồi đâu. Cái này á. Cái này. 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 Cái bự. Bự cái bự không khác. Nó không giống kích luôn. Mày kêu nó hả? Kích nó hả? Trước. Mày em hết ốc nha. Cái giò để sau, cái giò đổi cái giò vô. Dài nó bứt luôn. Cái giò rồi. Hồi nãy giờ lâu lắm rồi. Cái giò nó dài á. Cái chín quá nó bị dài. Bỏ vô rồi đem ra được rồi. Cái giò mình để riêng cho còn. Cái chín quá nó bị dài. Nó nãy tôi kinh bỏ cho. Mày hay luôn. Mày dài hoài luôn đi. Chết mẹ. Cổ ơi. Không có. Thấy thế bây giờ thấy cái này thì bạc nhiều hơn hả? Dạ. Tính tiền gì mà tính tiền chứ nó bạc đắp cơ. Mà năm theo con kia là lâu lắm, bữa nay anh tính nhiều. Nhiều năm lắm rồi chứ bộ. Con này hả? Con này tính hơn chục năm rồi lúc. Đấy. Con hết kỳ của nhỏ gái tôi rồi, nó sanh năm con rồi đó. Kìa hả? Sao được năm con đã rồi. Đã không? Cho tụi con đi. Cứ lại cho tụi con. Tù năm con đã lắm. Ở bên bển hả? Kêu nó cái được bữa nào ông đi ông đem cho tụi con đi. Ờ biết để tôi hỏi nó coi coi có ai dặn nó chưa? Phải giữ đi rồi chừng nào ông đi về lên lái xe rồi chở tụi con. Rồi gửi mới bài. Không gửi được. Kêu cho tụi con đi. Chiếc ngựa trăm người để cho tí. Em gửi mấy bài tốn mấy trăm. Hỏi nó nha, nó gửi tụi con đi. Vậy mấy trăm được gửi cho tôi ấy thì mà có nuôi không? Thằng nuôi tôi là xin muốn nuôi dẫn chơi qua. Đã men. Hả? Đã không nuôi mà về ông làm thịt công nữa. Không biết ông bây giờ. Ừ. Ông nói được á cho là đặc sản ở gừng mới đem về nữa. Màu gì cũng được, màu trắng hay là màu nhím nhím hay là heo rừng. Xám xám gì cũng được á. Nếu con nào được á ông. Mày coi nè. Ủa một bài nó thấy cưng nhiều thôi luôn. Quá trời luôn kìa, nó cưng hơn trắng lên. Để một lần năm con hả? Cảm ơn. Để con. Anh biết con đó là 400-500 đồng con đó. Biết rồi. Đây, cái mặt nó nhìn téo vậy. Mới xanh à. Mới xanh có tầm yêu lớn. Con gì? Con chó hả? Con cái giống này. Cái con này anh bỏ lên, anh lại bỏ 500 rồi con người thôi. Đẹp biết rồi luôn. Anh Việt. Anh Việt. Con chó hả? Anh Việt cái bổ ngồi dặn nó đi, rồi mất con nó bán cho tôi. Mẹ ơi. Nó vừa thôi, nó cao bự hơn chó cảnh. Nó nằm mấy cái mắt. Nhưng mà nó bự chứ không anh. Ờ, dễ thương lắm. Anh Việt. Bự hơn chó cảnh cảnh. Con dặn đi. Đẹp lắm. À, ông gọi đi, còn chờ em bốn con. Gia đình với con. Nếu mà bán cũng được không? Cho anh nghĩ con ăn thuốc rồi. Cháu bán cũng được không cho hết á. Để chúng con này. Rồi để tôi hỏi tôi. Thôi đi. Nói tay dặn nó. Con chó đó mình rất là thương thích. Nó thấy cực quá. Con nuôi rồi phải từ từ đúng không? Biết là mùa đông nó còn nghèo. Tại vì nhà nhỏ lên. Coi nè, ủ nó cưng ác luôn bà ơi coi nè. À nó nè. Cái này husky hả? Husky đó. Ủa kia nó lái rồi. Ủa đẹp lắm rồi. Lái rồi. Dễ thương quá.
Hết kỳ lai mới đẹp đó. Lai rồi, con này đẹp lắm. Hết kỳ lai mới đẹp đó. Kêu cũng gọi liền đi, gọi nó đi. Giờ mất luôn không? Mình phải đi lấy giống mình đã. Chó này không dám đi làm. Không có đâu. Chó này nó không cho thằng bạn, nó không ấy thằng bạn đâu. Bạn á, bạn của mình nó phá sản như ba cái loài chó vậy. Bên à. Ốc nguyên si đó. Đúng rồi, cái đó đó. Chứ đừng có gửi đến nha. Nó rất là ngọt luôn á. Đứng ở đâu rồi ta? Rồi cho ba thích. Để cho cái là thấy cho ba. Cho bác đó. Nói con có chỗ nào bán chó mà bay vô à. Ai vô nữa? Nhà bên nhà nhiều. Lấy cái vỏ này nó dễ hơn. Mẹ nó dày nó không bể. Nó lại. Ồ, mẹ nó hả? Ồ, husky mix rồi. Lại rồi, husky mix mới đẹp đó. Husky thường nó bự vậy nè. Quá ngọt. Nó cao lắm, vừa thôi. Cái này mix rồi. Lại rồi, kiếm chó này khó lắm nè. Mix rồi, cái này mix rồi. Đẹp lắm, quá ngọt luôn anh. Ngọt hả? Cái này ba lấy cái này ngọt. Buồn quá lại. Tại nãy tôi không muốn ướp, tại tôi muốn ăn cái này. Tôi làm bún bơ à, bún bơ nay rồi. Cái bơ nó có muối vậy. Rồi hả? Mai mốt đừng có bỏ mặn nữa. Cái bỏ bơ vô nữa là nó mặn. Cái này không. Cái bơ nó có chất muối chẳng. Cái này không có. Biết rồi, nhưng mà bỏ cái bơ nó mới thơm, nó mới khô. Tùy theo là bơ. Nó ngọt. Nó ngọt. Nó nông á. Nước nó ngọt lắm. Mà nó nước mà cao được cũng được. Đổ đi ra, nước rửa. 20 phần mấy con à. Má bị kim lé 4 con. Chỗ con Vinh nó đẻ được 2 con. Chỗ Vinh cũng đẹp đúng không? Ngọt quá. Vinh á. Đẻ được 2 con. Nước lên nè quá. Nó dí em vô trong mà mới cạo cho không được. Tôi mới gửi cho tương con nó. Đúng rồi. Lên quá đẹp. Nó phải đem ra chạy gà. Vậy thôi. Đẹp lắm. Nướng đẹp bằng hết. Ngon nữa à. Một canh con nó nướng trong nhà. Tôi làm kiếm cái gọi đó. Ngồi này đẹp lắm. Nướng lên gọi đi. Nếu mà nó bán